Bác khách tại thành phố Nam Định kỹ tính quá các bác ạ. Đến rất ưng ý và chốt luôn một con sập gụ Lào đẹp nhất tại bên cơ sở bên em. Đang được cơ sở bên em làm là dạ liền khối dày 15 phân, chân vuông 28 phân, cực kỳ khủng, cực kỳ là bệ vệ luôn đấy các bác ạ. Dạ cực dày luôn đấy các bác ạ. Được cơ sở bên em đục thủ công bằng tay 100%. Đặc biệt là phần dạ ngang được cơ sở bên em đục siêu kỹ luôn, khác hẳn với những hàng phổ thông được bán trôi nổi trên thị trường rất nhiều đấy các bác ạ. Và với bộ sản phẩm này đang được cơ sở bên em xuất ra với mức tài chính là 40 triệu đồng cho bệ dày 15 phân, chân vuông 28 phân, ngang hồi là dày 12 phân, cực kỳ to, cực kỳ khủng và vô cùng là bệ vệ. Sập gụ Hướng Hương tự hào là một đơn vị lớn chuyên sâu ngành sản xuất sập gụ Lào. Quy mô sản xuất sập gụ Lào vô cùng là rộng lớn tại bên cơ sở bên em. Hiện tại em đang có 3 chi nhánh tại La Xuyên, Ý Yên, Nam Định. Và trong video này là cơ sở 2 tại bên cơ sở em đang sẵn rất nhiều các mẫu mã sản phẩm sập gụ Lào thủ công cao cấp. Và các bác cùng em chiêm ngưỡng toàn thể bộ sập gụ này. Dạ ngang đục siêu kỹ, siêu dày dặn luôn đấy các bác ạ. Và đặc biệt là phần dạ ngang với lối đục vô cùng là mềm dẻo, độc quyền tại bên cơ sở sập gụ đẹp Hướng Hương. Nó mang lại một phong cách vô cùng là sang trọng, đẳng cấp, lịch lãm riêng luôn đấy các bác ạ. Và với bộ sản phẩm này đang được cơ sở bên em xuất ra với mức tài chính là 40 triệu đồng cho bệ dày 15 phân, bệ ngang dày 12 phân, chân vuông 28 phân, cực khủng luôn đấy các bác ạ. Mặt khuôn 10, ván 3 phân, cực kỳ là dày dặn và đồ sộ ạ. Và bên cơ sở em đang sẵn có rất nhiều các mẫu mã sản phẩm sập gụ Lào thủ công cao cấp cực kỳ đẹp tại bên cơ sở 2 này. Các bác có nhu cầu thì hãy liên hệ kết nối ngay với em Hương qua số hotline 0989 924 345 để được em Hương trực tiếp tư vấn và hỗ trợ kỹ hơn cho mọi người ạ. Anh địa chỉ cụ thể ở đâu nhỉ anh nhỉ? Và cơ sở em rất hoan nghênh các quý khách hàng đến tận cơ sở bên em xem, chốt và ký duyệt được những bộ sản phẩm sập gụ Lào đẹp ạ. Và các bác có mức tài chính thấp hơn thì có thể tham khảo qua bệ dày 10 phân, giá chỉ 27 đến 28 triệu đồng thôi các bác ạ.